Vô Hugo mọi người ơi. Cái này em đi nhái hơi nha, không biết cá chim hay là cá lóc nữa. Nhái hơi chưa có lên mặt nước luôn nè. Đi cái càng gu lời có máy nè, nó đi treo nè. Cái này dây rất là nhỏ nè, dây rất là nhỏ. Đây con này không biết con cá gì. Đây đi cái cây u lờ của Hoàng Việt Nam Fishing đó. Con này không biết con gì đây. Hầm này là hầm nuôi nhưng mà để tự nhiên nha, không cho ăn gì hết. Đây con này cá chim hay là cá chê hay cá lóc không biết nữa. Wow, cá chim bự. Con này cá chim nha anh em, cá chim ăn nhái hơi nha. Con này bự lắm nè, con này chắc cỡ 2 kg quá. Đi cây UL với con máy Michel. Đó, cây nó lên đi kìa. Ui, phê lắm mọi người ơi. Táp nhé hơi còn dính nè, có dám giật đâu. Ừ, phê luôn. Vàng chơi nha. Con này nó ăn hết cái máy con nhái hơi của em rồi. Con này còn quá trời mạnh này. Đi bắt được nó nha mọi người. Đưa cái đầu nó vô đây nè, có cái bờ. Đưa cái đầu nó vô đó đó, mới được. Không dám siết bon, siết là nó giật cái đứt liền. Dây này dây nhỏ lắm.